Xin được chào các bác, cô chú, anh chị. Em cái cây xanh này cũng muốn khoe là lâu lắm rồi, nhưng mà mấy hôm nay rất là bận, rất là nhiều việc thế này, nhưng mà chưa làm được, với dăm dứt chưa làm được. Mới đưa lên đây để cái xin phép để cắt dăm để làm lại, xếp lại dăm và khoe cây này với các bác. Thực tế tổng thể nó cũng là một cây hoàn thiện rồi, dăm dứt rất dày, chân bệ rất là đẹp, một cây hoàn thiện và dáng dấp rất là ok. Đấy, một cây dáng rất là đại thụ, rất là thiên nhiên, chân bệ rất là tốt, dăm dứt cây rất là khỏe, xanh quê nha bác ạ. Đấy thì nó cao chắc tầm khoảng độ 30-35 phân rồi. Từ mặt chậu lên để chân đế này, để chân đế thì em bác nhìn này, chiều dài của chậu này, chiều dài chậu nó tầm khoảng 30, chiều dài chậu tầm 30. Cái bộ bệ đang em xoay một vòng này, tứ diện đều rất là ok. Đấy vừa mới đi làm về các bác, trời nó khá là tối, thì muốn làm cây này rất là lâu rồi để khoe các bác, nhưng mà đúng là bận nên giờ mới làm được. Rồi đứng xa một chút thì mới quay hết được. Đấy các bác nhìn thấy không, cây rất dáng dấp rất là ok. Vào đây phần tán nó rất là sum suê, rất là rậm rạp. Thì bây giờ mới bóc tách để chia bông chia chiếc lại để chơi Tết dăm giếc luôn. Đấy, và có những cái bông tán cho nó phù hợp. Đấy, bây giờ là triển khai luôn các bác nhé, không có rút cây này là lâu đấy, rút cây này rất là lâu đấy, dăm nó dày chi chít. Đấy, nó khá tối nên là hơi bị muội muội. Đấy thì cũng không biết là có kịp quay hay không, tôi cứ quay đến đâu hay đấy thì có thể khoe cái kết quả các bạn nhé. Rất là dày lắm, tay đi chứ đừng kéo đi, lâu lắm. Này mất hàng giờ đúng không bác? Mất hàng giờ đúng không? Thank you.
rất là dày, mặt rất là mất thời gian. Quá là dày các bác, vặt vặt không khả thi, vì là cái hệ quả ngày xưa là cái các cụ ngày xưa mà cứ tẩy tỉa cái tán này là không xếp răm gì cả, cứ tỉa cho nó bằng thành cái tán là được, chứ răm cũng quan trọng. Bây giờ chơi là khác, phải nhìn răm đẹp xong mới đến tán, cốt chân vệ rồi đến thân thế xong mới răm, chơi được toàn bộ thì rút răm đi nó càng thấy đẹp. Nhưng bây giờ mà các cụ mà chơi ngày xưa mà rút răm đi thì hỏng.
tiếng sau đi ngủ, ngủ xong thì nó có ngủ được, ngủ không hết rồi. Cho nó ít thôi. Ít, nó đã hoa nó cũng nôn. Nó đã nôn, ít nó cũng nôn rồi. Nó hoa quá, nó hoa nhiều lắm. Tối quá rồi các bạn, không biết là có kịp không hay ở đâu nữa nào, hay đấy. Răm ở trên nó rất là lổm nhổm nên em buộc phải cắt luôn, chứ không rút rút giật giật thế kia thì lâu lắm. Nước ra phải nhá. Mi chưa về. Chưa. Gửi đi anh. Hả? Đậu á. Đậu ăn quái đậu. Thì cái gì không gửi, gửi đậu. Đúa không biết đi không, chưa biết được, đi thì tí em mua cho. Này xem bóng đá chung. Rồi. Báo cáo quá mà trời nó cũng tối mất rồi. Thì đây. Ngày xưa của
hệ lụy của các cụ là cứ giữ cái tán này form này, cứ lên là mầm là cắt lên mầm là cắt, cho nên nó dày bí gì dày bí, và cái đầu dăm nó rất là to, và đầu dăm nó rất là to và nó không đều đấy. Thì mặc dù tán vẫn còn nguyên, tán thì vẫn đầy đúng form, vẫn ví dụ như vẫn hình tam giác nhá, nhưng các bác có cách xếp những cái dăm đấy để nó thành hình tam giác, hoặc là các cụ là cứ cắt theo hình tam giác, còn ông mọc ở đâu thì mọc, tôi lấy hết ông cắt, tôi cắt lên là tôi cắt theo hình tam giác đấy. Nhưng mà bây giờ là chơi được đỉnh cao chơi dăm thì em vừa mới dọn sơ qua được một chi rồi, tạm thời là một chi một nhánh đấy, là như này thì nó đã gọn gàng hơn. Còn chỗ này thì rất là gian nan, và rất là gian nan và phải hành nhiều giờ nữa thì mới xong được các bác đấy. So với một mảng này đây, khối lượng công việc nó khá là nhiều các bác đấy, thì bên này nó đã sạch rồi, sạch tương đối rồi, còn tí nữa sẽ dọn bớt ở dưới này để các bác xem. Tất nhiên có thể là chỉ quay kết quả này, chứ còn bây giờ có quay này các bác sốt ruột bác nhé, thì chờ tí chờ kết quả nhé. Tinh thần là sẽ kỹ thuật làm răm này cái thứ thì nó sẽ như này để răm nó không còn thô và răm nó bay và thoáng, không còn dày bác nhé. Báo cáo các bác, siêu phẩm đã xuất đầu lộ diện đây rồi, khoảng độ 2 giờ đồng hồ vật răm và rút răm, tất nhiên nó chưa triệt để đâu, nhưng mà tối quá hình thành form đã, rồi mai tính tiếp. Thì cơ bản các bác nhé, em vừa mới lấy thước đo rồi thì chiều cao từ mặt chậu này lên đến đỉnh ngọn này là hoàn thiện luôn đấy, là đúng 40 phân đấy, khoảng độ còn bây giờ nó khoảng độ 37-38 phân đấy. Thế thì chiều rộng của cái chậu này là 40, là chiều dài cái chậu 40, còn chiều rộng là 32 đấy, thì các bác hình dung cái bệ nhé. Và cái độ rộng của tán ấy, tức là đường kính ấy, là nó khoảng 55 đấy, khoảng 55 khẩu độ bệ nhé, không có hề có vết cắt nhé, không hề có chạm. Những cái mụn là đang có ý định nuôi để những cái rễ hoặc là những cái mầm thở để lấy mụn ấy, để lấy u cục ấy, thì tạm thời dẹp đi để khoe đã, xong rồi em sẽ nuôi bổ sung lại sau đấy. Nhiều khi cũng phải hy sinh một chút. Thì đầu tiên là chân bệ nhá các bác nhá, nhìn rất phê nhá, rất phê nhá, chỗ này không thành vấn đề nhá. Em nuôi cái rễ này xuống, mục đích nuôi cái rễ này nó không phải là thiếu đâu, nhưng mà nuôi cái rễ này xuống nếu mà cần để cho chảy ra đây nhanh thôi, hoặc là lấy cái này, không hề khó khăn gì, rất đơn giản. Sau nhá, chân bệ đấy, mặt này rất sâu thăm thẳm, nhưng mà mặt chính thì nên lấy mặt kia đấy, mặt chính này có thể nhìn thấy rõ dáng dấp, rất nghệ thuật. Các đừng nói cái này hiền nhá, cái này rất nghệ thuật đấy. Giờ các bác lại thấy nghệ thuật quá để đâm bảo là hiền, chơi gấu là một cách khác, còn xem quê thì càng hiền càng đẹp đấy. Xem quê nhá, không nói đâm điền nhá, đâm điền hiền như lại bình thường. Đấy, về dăm thì trước đây ấy, là bị làm theo lối các cụ nên là khá là tai hại, tất nhiên là vẫn may vẫn làm kịp, là cứ hình thành form rồi ấy, là cứ lên là bấm ngọn. Đây ví dụ như cái đàn này nó khá là to thô và không cần biết là dăm nó có đẹp hay không, cứ lên là bấm ngọn để hình thành tán thôi, chẳng bao giờ rút dăm này. Đấy thì em đã rút dăm và chỉnh sửa lại và cắt đi rất là nhiều, thậm chí là lúc vặt như vặt lông gà lông vịt này thì nó bay đi rất là nhiều. Đây này các bác này, toàn là dăm đấy, chứ lá cũng chỉ một phần thôi, dễ đấy, nhiều lắm, một bãi chiến trường này đấy. Thì quay trở lại với cái siêu phẩm này, đầu tiên là để tổng quan để phát các bác nhé. Có phải em sẽ phải thay ra một cái chậu nó rộng hơn một chút, dài hơn một tí nữa, hoặc là chiều dài thì nó giữ nguyên nhưng rộng hơn một chút để nuôi cái bệ đã. Đấy, xứng đáng là siêu phẩm không các bác.
xứng đáng siêu phẩm. Kích thước thì em đã giới thiệu các bác rồi nhé, tứ diện này. Tất nhiên buổi tối quay thì có thể bác không rõ, nhưng mai em quay thì bây giờ lọc hết các cái rễ, các cái bẩn, bây giờ thoáng rồi, rằm thoáng rồi, sắp tới rất là khỏe. Đấy, các bác nhìn nha, có những cái đầu cành nó bị to thì xử lý nó đơn giản thôi. Mai ban ngày thì em sẽ chỉnh lại thêm một chút, cơ bản nó sẽ ổn rồi, cũng không có gì thay đổi gì nhiều. Có chăng là để hoành nó sang bên này một chút. Đấy, vì nó hơi một cây cổ lão hơi siêu một chút này. Đấy, rất nghệ thuật. Quay lại để bác xem nha. Bệ nha. Đấy, bây giờ bắt đầu này. Lên này, không hề có vết sẹo nào nhé. Cây rất tự nhiên nhé, không hề có vết sẹo nào, chưa hề bị cháy chết thì. Đấy. Rất thoáng. Vừa nãy thì rối rắm vô cùng, bây giờ thoáng rồi. Tất nhiên mai sửa thêm một chút nữa là ok. Rất nhiều thời gian này. Đêm hôm lọ mọ vật như vật lông gà lông vịt. Cắt xong đầy thương tích, đầy răm rác. Một sọt rác răm. Đấy các bác nhé. Đẹp không các bác? Cảm ơn các bác theo dõi nhé. Một cốt hiếm đấy. Ai cũng muốn sở hữu thôi. Em nghĩ là ai cũng muốn sở hữu thôi. Cái này thì chê thì ít thôi. Đấy, em dám khẳng định thì chê thì ít thôi. Cái này về độ tuổi nó thì bằng cũng không phải bàn. Đấy, về chân vệ, về mọi thứ rất ok. Cảm ơn các bạn nha.